mà nói cái thời ở đây mới tới thời ca lá. Ca lá là thời thời gian đó, mà là ở tấm dưới nó là gì? Đen nha. À, anh làm cái tấm dưới á là đen, hắt xì dầu á. Nói là ca lá thì cái chi pháp ca lá là gì? Chi pháp là gì? Vậy thời cũng chỉ chi pháp là gì? Cũng chỉ cho chi pháp là gì? Cái này sư có nói rồi, nhưng mà của thầy trả lại cho thầy rồi. Chi pháp của cái thời gian là gì? Ai mới nói vậy đó? Vô minh. Đúng đó, chi pháp của thời gian chính là vô minh. Cho nên cái thời mà chứng đắc được, cái thời mà chứng đắc đạo đó, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, cái thời mà chứng đắc được đạo đó, đó là thời gì? Quá khứ, hiện tại hay là tương lai? Hả? Là hiện tại đúng không? Đúng không? Bà Visakha 7 tuổi nghe Đức Phật thuyết pháp xong chứng đắc đạo quả, ngay lúc bà chứng đắc đạo quả đó, đối với bà là thời gì? Cho nó lại. Lúc 7 tuổi. 7 tuổi chứng đắc. Hả? Đúng rồi, nghe pháp Đức Phật ở trong rừng của xứ cái làng Phật Giá đó. Thời gì? Lúc bà 7 tuổi. Ngay lúc bà 7 tuổi đó, tới nghe Đức Phật, ngồi nghe Đức Phật thì thuyết giảng xong, vừa nghe vừa quán xét rồi chứng đắc đạo quả ngay cái thời pháp đó. Vậy cái thời đứng cái đó đó. Hiện tại phải không? Phải không? Cho nói lại nữa. Bảy tuổi, sao nó bảy tuổi? Ngay cái lúc thời điểm 7 tuổi. Thời điểm 7 tuổi. Vào lúc bà 7 tuổi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp mà bà ngồi xuống, cái cô bé 7 tuổi ngồi xuống. Nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp xong dứt thời pháp, chứng quả dự lưu. Mà tại giờ đó lúc 7 tuổi. Mà ngay trong cái thời điểm 7 tuổi đó, mà lúc mà cô bé 7 tuổi chứng đắc đạo quả ngay cái thời điểm đó. Ngay cái sát na đó thì cái sát na đó đắc đạo đó. Ngay cái sát na đắc đạo đó. Đây, đó là thời gì? Hiện tại, quá khứ hay gì đây? Ngay cái thời điểm đó. Hiện tại còn chưa chấp nhận ngày hôm quá khứ. Ngay cái thời điểm. Không lẽ quá khứ ngay cái thời đó mà quá khứ là 6-7 tuổi mới đắc phải không? Ôi, cái thời đó gọi quá khứ là lúc là 8-9 tuổi mới đắc phải không? Hiện tại còn chưa chấp nhận đây hôm quá khứ. Ai hôm tương lai để càng sai nữa. Có phải thời hiện tại không? Phải không? Cho nó lại lần nữa. Rồi, đi thôi. Nghe nè. Quá khứ, hiện tại, vị lai được gọi là vô minh đúng không? Phải không? Ngay vào thời điểm đó là thời hiện tại vậy, có vô minh phải không? Có không? Quá khứ, ai nói có? Tại, tương lai. Trong tâm đạo này, tâm đạo Phật đồng có vô minh không? Đã không có vô minh mà gọi là hiện tại, mà hiện tại là vô, đúng không? Vậy câu trả lời đúng hay sai? Sai chưa? Hiện tại là vô minh. Hả? Hiện
quá khứ. Quá khứ hiện tại vị lai phải là thời gian không? Mà thời gian chi pháp thì quang minh đúng không? Ngay lúc Đức Phật đạo quả đó là thời hiện tại phải không? Vậy thì nó có vô minh phải không? Không phải hiện tại, không phải ra là thời gì? Xin thưa, ghi vô dần, đó là thời giải thoát. Mà cái này xin nhớ, xin đã dạy rồi. Hả? Chưa. Đó là thời giải thoát. Bởi vì ngay lúc đó giải thoát được ba cái kiếp sử, hay là ít nhất cũng giải thoát được hai cái căn càng chỉ không bao giờ có mặt trở lại. Đó là kiến và nghi. Nghi và kiến ở đâu vậy? À, mạng kiến. Dứt khoát hai này là không bao giờ có mặt trở lại. Từ đó cho đến khi biên tập. Nên đó gọi là cái thời giải thoát. Bây giờ nhớ nè. Ủa lâu lâu mất cái tuyệt chiêu ta. Mày để dành rồi chứ. Đó nó cũng giống nhau đó. Nó thuộc là ngoại thời á. Nhưng mà ngoại thời nó khác ở chỗ nó hao hao giống nhau mà nó khác nhau. Ngoại thời là không tính tương giống như nước bàn nè. Nước bàn với cái đỉnh là một cái thời mà ngoại thời. Ngoại thời là không tính thời gian được. Không có tính thời gian được. Còn thời giải thoát thì cái thời đó biết được đó. Ngoại thời là không á. Nó vượt ra khỏi thời gian, nó khác cái là thoát ra. Nó có một sát na từ mấy hôm qua khỏi sát na nó đã trở thành thời quá khứ luôn. Cái đó nếu mà tính thời sát na đó là tính theo cái diễn tiến của tâm thức mình. Nếu thời sát na là mình tính với cái sự diễn tiến của cái tâm thức mà thôi. Từ cái sát na này, đây là tâm na dứt cái kiếp này, qua hôm nay với cái này, nó qua cái này thì cái sát na, cái tâm B này đối với cái A này nó ra thành là quá, nó thành A đối với B là quá khứ, mà B đối với A nó đã thành là tương lai. Mà thời sát na cũng biết là thời hiện tại, nhưng mà thời hiện tại của cái sự sinh diệt của tâm chứ không phải là, hiểu chưa? Mình biết là ở một cái phạm trù nào, một lĩnh vực nào thì nó có cái tên gọi riêng của nó. Vì nó tại sự thời sát na ta phải hiểu ngay đó là đời sống của một cái tâm, không có nhầm lẫn được, không có thể nhầm được. Chỉ có một cái tóc vậy thôi, có 1.000 tỷ cái tâm nó sanh diệt thôi. Mà cái tóc tai này chưa được ăn 1 sao, 2 sao một hồi được dễ. Cho nên nói tới thời sát na phải nói tới là sự sinh diệt của một cái tâm, không nhầm lẫn, được không? Cái ngoại thời á nó thoát ra được cái gì? Giờ sẽ hỏi anh nè, cái ngoại thời thoát ra được cái gì? Anh thấy giữa hay thì cái từ giải thoát và ngoại thời nó khác nhau, mặc dù nó giống nhau chi pháp vậy đó, nhưng mà nó khác nhau. Cái thời giải thoát là cái thời đó ra khỏi cái gì đó, còn ngoại thời nó chỉ là không có tính thời gian thôi. Niết bàn khi nào hội tụ là tự nó xuất. Hiện không có định được Niết bàn là quá khứ hiện tại vị lai được hết, mà là ngoại thời. Mà Niết bàn cũng không thể gọi là thời giải thoát nữa, mà cái thời giải thoát chỉ cho cái tâm đạo mà thôi.
nó không có chỉ cho Niết Bàn được. Mà nếu tâm đạo này á, tại sao vậy? Nếu tâm đạo này hữu vi vô vi, nếu tâm sư thế là hữu vi vô vi, hữu hay vô? Chắc không? Chắc không? Trời ơi, lâu lâu trả lời đúng câu hỏi khó thì trả lời được ha. Mà Niết Bàn này vô vi hay hữu vi? Hai cái khác nhau chưa? Nên cái thời nó thời khác không? Mà cái này thời này cũng thời khác không? Cho nên đây mới gọi ngoại thời, còn kia gọi là thời giải. Đó. Con nghĩ sai đừng có hỏi nghĩ. Con sư biết nó sai đi. Sao con cảm thấy cái ba cái như là quá khứ của hiện tại tương lai, con cảm thấy chỉ quá khứ thì tương lai còn còn cái hiện tại cái tới là tương lai rồi. Cái khi nãy chị nói cái hiện tại quá khứ vị lai này nó có một cái quy định của thời gian, quy định của nó nha. Ví dụ người ta nói rằng kiếp sống hiện tại của chúng ta là 60 năm, 60 năm một cuộc đời, 20 năm đầu mất đi chăn trâu á. Thì đó, nó quy định cái hiện tại, còn cái sống của người đó 60 năm chẳng hạn là cái hiện tại. Hoặc là cái hiện tại nè, hiện nay chúng ta đang ở trong cái thời giáo pháp hiện tại không? Hả? Hiện nay chúng ta đang ở trong thời giáo pháp hiện tại không? Giáo pháp của Đức Phật Kassapa là quá khứ đúng không? Giáo pháp của Đức Phật Mattaya là vị, là hiện nay chúng ta đang ở giáo pháp hiện. Cô nắm được ý nghĩa chưa? Tức là cái phạm trù của chữ hiện tại rất là rộng, tùy theo người ta quy định. Hôm nay là hiện tại, ngày mai là tương lai, hôm qua là quá khứ. Nên người ta quy định là giờ từ 8 giờ đến 9 giờ là hiện tại, 9 giờ đến 10 giờ là tương lai, 7 giờ đến 8 giờ là quá. Có hiểu chưa? Có hiểu không? Mà tùy cái quy ước mà anh thấy, tùy cái quy ước mà anh thấy. Ví dụ như coi thấy những cái văn bản không, à quyết định này có giá trị hoặc là xác định này có giá trị kể từ ngày ký nè. Thì kể từ ngày đó là hiện tại đó, hiện tại của cái xác lệnh, cái pháp lệnh đó là hiện tại đó. Mà khi nào quỷ thì cái đó thì nó thuộc về không, phía trước nó là quá khứ, khi nào quỷ là nó là tương. Tương lai sao sẽ quỷ lắm. Đang có hỏi thầy, sao là hiện tại. Bây giờ xin ví dụ nha. Hiện tại con đang ở có luật hình sự đúng không? Mặc dù luật hình sự nó ký vào trên năm 1980 mấy gì đó, mày kệ. Phạm đã lấy cái luật hình ra xử lý không? Nó phạm tội hiện tại này, lấy luật hình sự ra xử lý không? Cho nên cái hiện tại được quy ước. Nó không lấy đâu ra rước tội tất cả nữa không? Cái luật hình sự này ký năm 1880 mấy á, nó quá khứ rồi, tôi phạm tội hiện tại nè. Kể vậy được không?